hiện giờ đang ở giữa hồ rồi mọi người ơi. Gió rất là mát nhưng mà nói chung nước cũng lạnh. Đây, có vú sữa nè. Có mận nè, mận xanh nè, mận đỏ nè, tái vải nè, ngọt lắm nha. City Hall là đây là cái mặt kinh của nó và mình đậu ngay đây luôn. Và trời trời này bây giờ rất là sạch sẽ tại nó nằm ngay cái khu riêng ở trong cái City Hall đó. Cho nên nó rất là sạch sẽ, mặt kinh cũng dễ dàng lắm ha. Nào cùng đi khám phá trời trời ở St. Petersburg với Khánh Linh nhé. Đây là quang cảnh của trời trời nè mọi người. Đó, mình vào thì mình có thể đậu mặt kinh ở đây. Và chợ trời này khi mà nó diễn ra ở đây như vậy đó thì nó có cái đường pavement bằng xi măng nè. Thì mình dễ đi hơn, sạch sẽ hơn ha. Chợ trời này tên là Mustang mọi người. Cái chỗ cũ thì người ta đã coi như sau 50-60 năm rồi, người ta dẹp luôn. Từ dịch người ta dẹp luôn. Time to move on. Bán đồ sida. Khu chợ trời này thì sáng sớm mình nên đi, nó mở cửa từ 7 giờ đến 2 giờ trưa thôi. Thứ bảy chủ nhật thôi. Chợ trời cũ thì hồi xưa là có thứ tư, thứ bảy chủ nhật, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn là thứ bảy chủ nhật thôi. Và hầu như là bán rau cải thì là người Lào, người Việt Nam này nọ đó. Đi thì ai cũng kéo xe đi mà không. Dân ở địa phương ở đây á, người ta đi người ta hay kéo xe nè. Ổi nè mọi người. Wow, ổi nè. Ổi xá lị luôn á. À, du bên xe xuất bên bé hồng nàng đi. Nè mận nè mọi người. Wow. Nè vú sữa 8 đồng 99 một thao. À, mận xanh thì 4 đồng 99. Sambuche nhỏ xíu, nhỏ mà có vỏ nha mọi người nhé. Người ta bên kia người ta để bàn ghế cho mình ngồi ăn uống đó mọi người. Ủa rau muống nè. Qua đây coi nè. Ông quảng cáo đó mọi người. Xanh hồng tươi không? Đi đi đây là phải trả giá mọi người, như đi chợ Việt Nam vậy đó. Đó, rau muống nè. Ở Florida là rau muống là bao la. Ở Châu Trà mình khi mình mua rau muống á mọi người, là mình những người Lào, những bà già Lào người ta trồng xong người ta đem đến những tùm lum người ta bán á, thì bên cạnh đó cũng có bên Florida người ta ship lên á. Trái này trái gì mẹ? Lekima. Wow, Lekima nè mọi người. Lekima. 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 À, ông mấy người này người ta không mấy tiếng Việt mọi người, mấy người Lào á. Ủa có vú sữa tím nhỏ nữa nè mọi người, thấy không? Đó. Đây thăng long vàng. Vải nè mọi người, 4 đồng 99. Vải này á vỏ nó hơi giòn, hôm qua mua ăn thử đó. Bên trong nó chua chua ngọt ngọt cũng ngon lắm. Mảng cầu sim. Dạ bớt bớt no, không có bớt cho thôi. Mọi người có nghe cái background của mình là có tiếng Việt không? Bên kia cũng có chợ trời nữa nhưng mà bên đó hình như cây cối nhiều hơn. Đó mọi người thấy không? Ở đây nó ở cái thành phố nó gọi là Pinellas Park nhá. Thì cho nên khi mà mình tới đây mình muốn đi chợ trời thì mình cứ bấm vào Pinellas City Hall. Nè, cây hoa sứ nhà nàng nè. Muốn em hát một bản hoa sứ nhà nàng nữa không? À, hoa sứ đủ màu mọi người, wow, hoa sứ này đẹp quá nè. À,
ở Việt Nam đâu thấy hoa sữa này đúng không? Thấy mấy cái màu không à, đâu có thấy cái màu mà nó nhiều màu vậy đâu đúng không? Cây đó màu á, nó hai ma màu đẹp. Đây. Đọt này đọt gì? Đọt khổ qua quá. Chắc chạy quá. Cái này là gì? Chắc lá xoài hả? Không biết nữa, chạy đi, cái gì cũng được. À. Hẹ, wow, hẹ này cọng nhỏ này, giống kiểu Việt Nam này, chứ hẹ bán ngoài chợ cọng bự lắm mọi người ơi. Ở đây người ta dân hàng bán rau nè. Đấy hả? Người ta trồng ở vườn xong người ta đem ra đây bán á mọi người. Ủa có bánh cam nữa nè. Excuse me, how much is this? $1. $1? Everything is $1? Yeah, this one, sesame ball, one for 50 cents. Okay, what inside the ball? Mung bean. Mung bean? Okay. Thì giống như bánh cam Việt Nam mình vậy đó mọi người. Ở đây nè, đây nè. Để mua về cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Cái sự nhận biết dễ dàng ở đây thì mọi người thấy ở người dân địa phương ở đây người ta đi người ta hay kéo chiếc xe. Tại người ta biết người ta sẽ mua nhiều cho nên người ta sẽ mua kéo chiếc xe. Đây, rau má nè. Rau má ba la. Ba la ba la ba la. Rau muống nè. Đó. Đó. Mồng tơi. Wow. Mình cứ lựa tha hồ lợ. Nè, mọi người coi nè. Cái lá mồng tơi nè. Tay nè, đó. Đây, mướp mọi người ơi. Tươi lắm luôn á, mướp tươi lắm luôn mọi người. Ở đây ai cũng đi 2 ngày luôn, cả 2 ngày hết. Trời ơi tươi quá mọi người, tươi trong. Bà má chồng em bà hay nói mỗi lần thấy cái gì nó ngon là tươi, là tươi trong, tươi trong. Nước mía mọi người, mua nước mía uống nha. Đây, nước mía hình như 5 đồng một hũ bự lắm á mọi người. Hôm qua mẹ mua mà chưa uống, không biết có ngon. Ủa bông giấy nè mọi người. Nè bông giấy nè. Một cây bông giấy 25 đồng nha. Ủa, mấy cây này 20 đồng. Dâm bụt. Dâm bụt có 15 đồng thôi mọi người. Hôm bữa em đi vô, ở cho chạy em vô Home Depot em mua hả? Hết hình như 40 đồng. Trời ơi chồng em mua 40 đồng mọi người. Luôn chạm mày. À, một rổ như vậy là 3 đồng, 2 đồng tùy lại nha. Cái này là khi lime pie nè, để làm bánh á, khi lime 5 đồng. Đúng rồi, chanh này thì lúc nào cũng mắc hơn những loại chanh bình thường á mọi người. Ủa gì vậy? Không biết luôn, ủa gì cũng không biết luôn. Ở đây buồn vậy, ngoài ghé mua thì tội nghiệp vậy. Ớt nè. Chôm chôm nè mọi người, chôm chôm. Ớt là tha hồ lựa mọi người ơi, lựa mọi người ơi. Chôm chôm. How much a pound? $6.5. Ồ cái này nó đỏ hơn cái bên kia nè. Cái này chanh dây nè mọi người. Wow, chanh dây đã không? Hôm qua có bà già kia đem ra bán chanh dây mọi người, bán một rổ vậy đó, 4-5 trái vậy mà có 2 đồng bạc thôi. Trời ơi. Đã ha. Nhìn tươi mọi người ha. Nhỏ em mình nó nói nếu mình ở đây thì cuối tuần nó sẽ đều đi chợ này. Đúng thật sự mọi người, tại sao mình không chọn cái gì tươi đúng không này đó. 5 đồng. 5 đồng một cái bình bự vậy đó mọi người. Đây nè mọi người, coconut water. Không,
cái loại này hôm bữa thấy trên Shark Tank có người nào đòi nhập khẩu ở bên Mỹ bán, cũng tương tự giống vậy, cái trái nhỏ nhỏ vậy xong câu cắm ống hút vào uống thôi. Mọi người thấy không, người Mỹ bây giờ người ta đi người ta không có đội đeo khẩu trang nữa, là tại vì đa số người dân Mỹ một nửa. Hey, hello USA. Uống mảng cầu sim nè, ổi nè, trái mảng cầu sim nè, ổi xá lị á. Dạ, ổi xá lị đó. Nhiều cây ổi xá lị chú? 27 đồng. 27 đồng mảng cầu? Mảng cầu giống nhau luôn. Ồ để mảng cầu sim. Ở cho trà con trồng được là con cũng mua rồi chú. Ở đây người ta đứng mía bán nhiều mà cạnh tranh quá. Rồi bắp nè, bắp để nhìn dễ thương, sợ luôn. Đó, nghe nhạc Việt Nam luôn nè mọi người. Cái anh này là chuyên bán cây cối ở đây nè. Mọi người thấy cốc không? Cốc ơi, cốc ơi. Cốc. Anh này nói là tới hội chợ mùa thu là sẽ đem cây lên bán nè mọi người. Cây vú sữa nè. Này phải cây vú sữa không? Nhớ cái lá này, lá vú sữa nè. Trời ơi, có nhạc Việt Nam vô không biết bị vô có bị bản quyền không? Khổ thiệt. Ồ, cái này gì nè? Này gì? Cái gì mà nấu xôi hay bỏ vô ta? Quên mất tiêu rồi. Pendant á, pendant lip là gì? Bà Hà, phải. Pendant lip là gì quên bà mất tiêu rồi ta? Sầu riêng nè. Sầu riêng tươi nha mọi người. Trái gần 4 pound khoảng 100 đô. Trời ơi, đứng đây mà nghe nức nở mùi sầu riêng luôn. Thơm quá đi. Một trăm đồng để ăn cái sầu riêng đáng không mọi người? Đáng không? 2 triệu mấy á. Trời ơi, kể chuyện Việt Nam nữa kìa mọi người, nguyên cái xã đó kìa. Giải này mai em mì. Giải mai em mì. Ôi sầu riêng nữa kìa. Sầu riêng tươi á mọi người. Ngon quá, trời thơm quá à. Nức lòng quá à. Nức lòng luôn, trời ơi thơm quá à. Cầm lòng không đặng luôn mọi người ơi. Ở đây người Mỹ người ta cũng có bán rồi đó mọi người. Người ta đánh bắt cá lên người ta cũng có bán cá nữa. Rồi đi qua quầy dừa nha mọi người nha. Đi về Bến Tre uống dừa nha mọi người nha. Tới gian hàng mua dừa. Ai đứng như bóng dừa. Này quá nhiều bóng đi. Đó, mỗi một quầy không biết nhiêu tiền ha. Một trái nhiêu tiền. Cô này cô nói là cô muốn một trái rất là ngọt. Không biết làm sao ta biết trái nào rất là ngọt ta. Này người Mễ thì người ta chặt dừa hay lắm mọi người ơi. Dâu phai nè, có cái cây dâu phai của người ta nè. Ta chặt dừa không thua Việt Nam mình đâu nha mọi người. Nhiều trái à? How much each? How much each? $3, only $3? Có muốn mua một quầy không? Dưa leo mọi người, trời ơi 4 trái 1 đồng. Dưa leo đã chưa? Tươi quá trời tươi luôn, còn cái bông luôn người ngoài. Wow. Bắp hả? Bắp 5 trái 2 đồng. Bự quá trời luôn à. Bự quá trời bự. Đây là gian hàng bán papaya salad của người Thái ha. Đó, coi người ta dầm nè. Này cái gì? Ti thi bán đu đủ mà Mỹ không có ti thi.
phải trộn lên dầm vậy cái nước mới thấm vô. Này có ba khía không ta? Chắc có ha, người ta xay ra rồi người ta để cái nước này đó. How much each? $5. Ăn không? Can I get one please? Đây là gian hàng bán tôm nè đó. Chị này mới mua nè. Cá người ta bỏ vào trong đây nè. Đó. Muốn thử tôm. Dạ anh hấp rồi. Anh muốn ăn ấm á thì anh bỏ microwave chừng 1 phút 2 phút. Mừng nếu anh muốn ăn lạnh thì anh ăn lạnh. Cái này nó ăn lạnh. Cá đù. Cho nên này mình bỏ tủ lạnh mình để ăn nguyên tuần cũng được. Ngon chị. Gấu cuối nè chị muốn thử tôm. Trứng nè. Hộp vịt lộn quá chị. Vịt lộn. 28 đồng vậy. Cho đau luôn. Sầu riêng 13 đồng 1 pound mọi người ơi, 13 đồng 1 pound. Xài cát Hoài Lộc hả? Trời ơi, dán lên xài cát Hoài Lộc là ship qua đây luôn hả? Một trái khoảng nhiêu ta? Để cân thử một trái khoảng nhiêu. Nặng rồi nha. Cân thử chút. Trái này là 9 ăn liền được. Ồ trái này phải 3 ba phao máy đó mọi người. Chị ăn liền không? Vui ăn được tiền muốn em ấy cho chị chút 48 đồng cái này. Một trái sầu riêng 50 đồng. Sầu tươi luôn, cái này là sầu riêng tươi luôn nha. Em muốn hay trái bự. Này có muối này chị, một muối là hai muối là ba nè. Cái này được 5 muối à. 5 muối. Đây là trái sầu riêng gần 50 đô la nha mọi người nha. À, 4 muối. 6 muối. Trời thơm nước mũi. Thơm quá. Đừng nhiều quá. Ừ, nó nhiều quá mày ha. Nãy anh tưởng ít quá. Nãy ba nói gì? Ba nói có 5 muối. Nhiều. 48 đồng. Cũng rẻ. 3 bao 8, 3 bao 8, 3 bao 9 gì đó. Cũng rẻ. Đó, ăn cho đáng đồng tiền chất gạo. Ôi, trời ơi, chót rồi, trời ơi, trời ơi. Xin chào, pha cho thịt vô. Hết rồi hả? Còn nè, 2 muối. Nhưng đây là đủ 4 ngày rẻ hả đó con ơi. Nhiều khi mở ra nó cái muối nào. À, sợ vấn đề đó. Sao không đem lên trên đây giật cho nó đẹp tự. Thơm quá thơm nè, thơm nè, đó đang dịu dỗ nè, thơm quá. Tươi nha, không có đông lạnh nha mọi người. Em đã mua được trái dừa rồi nè, bây giờ uống thử cho mọi người nha. À, nó chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Ai ở đây cũng đứng nhìn em, coi như em đang là cái gì, quảng cáo trái dừa. Ok, uống thử cho mọi người nha. Chua chua ngọt ngọt, nếu ai muốn uống ngọt hơn nữa thì bỏ đường vậy thôi. Ok rồi, kết thúc chuyến đi chợ trời của mình bằng một trái uống nước dừa nha mọi người. Nhớ về quê hương Việt Nam, nếu ai đã đến đây chơi thì đừng quên ghé ở chỗ chợ trời này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người, đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ nhé.